chào tất cả các bạn đã đến với kênh Sơn Mặn Germany. Hiện giờ mình đang đứng ở một cái bãi biển Netherlands nha các bạn. Tiếng Việt mà Nam mình gọi là Hà Lan á các bạn. Là cái nước này nè, cái nước Hà Lan này là đất thấp nhất ở châu Âu nha các bạn. Tức là thấp là mình nói cụ thể hơn. Mình nói ví dụ nha, ví dụ chẳng hạn như mà có một cái cơn bão lớn á, lớn nhất á, là nước sẽ dâng lên, thì cái nước Hà Lan này là thuộc châu Âu là sẽ chìm đắm trước tất cả các nước khác nha các bạn. Thì chút nữa mình sẽ quay cho các bạn xem cái ở Hà Lan này họ làm những cái bờ kè cao đỡ khi mỗi lần mà biển mà nó giống như sóng thần ở các bạn, nó lên cao nó cứ vô thì nó cũng ngăn chặn đỡ cái phần nào. Thì ok, mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem, và mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn biết là cái bãi Hà Lan này xinh đẹp như thế nào nha các bạn. Ok, các bạn nhớ đừng rời khỏi màn hình, hãy cùng mình ngắm nhìn bãi biển Hà Lan nha các bạn. Đây nè các bạn, các bạn xem ở đằng xa kia nè là cái bờ kè các bạn. Là cái bờ kè này là nó ôm trọn một cái đất nước Hà Lan. Nhờ cái bờ kè này mà mỗi khi sóng thần lên đó các bạn, thì nó bảo vệ cái đất nước Hà Lan mình cũng đỡ phần nào. Các bạn cứ tưởng tượng là một cái vòng tay mẹ ôm trọn các con đó các bạn. Thì cái bờ kè này nó cũng giống như vậy đó. Đây mình quay gần lại cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy rõ bờ kè này chưa? Cái bờ kè này là nó hiện giờ mình đang đứng ở biển Hà Lan thì mình chỉ quay cho các bạn xem cái bờ kè ở Hà Lan thôi nha các bạn. Chứ mình không thể nào mà, cho nên các bạn thông cảm nha. Đó, các bạn nhìn thấy làm sao. Nói chung cái bờ kè này là nó giúp được cho cái đất nước Hà Lan này rất là nhiều nha các bạn. Mà nghĩ cũng ngộ hết các bạn. Ở châu Âu này mà chỉ có cái đất nước Hà Lan này là thấp nhất. Mình thấy cũng ngộ. Nhưng mà biết làm sao bây giờ. Nhưng mà nói thấp thì thấp chứ mà chính sách của họ, trên bên chính trị, chính sách của họ cũng để làm sao để cải thiện được cái lũ lụt cơn bão đến cũng không có bị ảnh hưởng nhiều về những con người sống ở đây. Bơi, người ta tắm. Hello my man, hello kinder. Đó, ông xã mình với lại con gái nhỏ mình lạnh quá phải mặc áo ấm. Còn con gái lớn mình xuống bơi. Hello Zara. Còn ở trên kia này các bạn, ở trên kia là có một cái nhà hàng trên đó mà mình không có chạy lên đó, tại vì lý do mình đỡ xe dưới này á, cho nên mình đi bộ lên đó xa quá. Ở trên đó thì có nhà hàng, người ta ra đó người ta bỏ ghế rồi ngồi đó đó, nhưng mà mình lại đi xuống cái đoạn dưới này rồi. Con lạnh con lấy áo con mặc vô đi, áo khó con đó. Thấy nắng nhưng mà lạnh các bạn. Người ta cũng thả gì, thả diều coi các bạn, thấy không? Diều bay bay chập chờn á. Đó, các bạn thấy cái dọc cái bờ biển này á, là đi vòng theo những cái bờ các bạn, là đi quá chừng, đi thẳng xuống mù ngoài kia nè. Đó các bạn thấy mình quay tới kìa. bên này chó cũng quý hơn người luôn á các bạn. Người ta đào cái gì kìa các bạn, đào hầm nữa xuống dưới chơi hay sao ạ. Đi dạo biển, mời các bạn đi dạo biển cùng mình nha. Gió giờ sóng vỗ ầm ầm á các bạn, sóng vỗ quá chừng luôn. Mình sóng nó vỗ ầm ầm á, mình nói á nó hòa lẫn với cái tiếng sóng vỗ đó các bạn, sóng vỗ đó các bạn, nghe nó không có được ok cho mấy, các bạn thông cảm nha. Người ta làm cái gì đây, người ta làm cái gì, người ta đào, người ta bỏ, có thuyền người ta chèo nữa nè các bạn thấy không, phải thuyền mà cái gì cái ván á các bạn, cái ván trợt á, trợt trên sóng á. Các bạn ha. Đó. Lạnh quá, hai con gái mình lạnh quá lên hết rồi. Người ta cũng cắm liều, người ta ngồi, người ta tắm nắng các bạn thấy không? Người ta tắm nắng quá chừng luôn. Tây thích tắm nắng không các bạn? Người Việt mình ở xứ nóng đúng không? Sợ đen, sợ phụ nữ thì thật sợ cháy, nám, nắng, nám, hư da. Nhưng mà phụ nữ bên này thì họ rất là thích nắng này các bạn. Nắng mình thấy nắng, mình ra mình say sẩm luôn các bạn. Nhưng mà nó ra nó nằm phơi người, ngã người rồi đó, phơi. Người ta bơi, người ta lên, người ta tắm nắng á các bạn. Đúng không? Wow, nhiều kìa. Wow. Hết problem. Con diều phải chập chờn. Đó, người ta lên giờ người ta tắm nắng các bạn. Các bạn thấy cái bãi biển này lớn cực kỳ không? Lớn nhưng mà trong sạch thôi các bạn, không có rác nha các bạn. Mình nghĩ chắc có người họ làm vệ sinh hàng ngày, họ đi lượm rác hàng ngày các bạn, cho nên không có một cọng rác nào hết á. Hiếu Giày đã gửi đến cho các bạn biết về cái bãi biển của Hà Lan để cho các bạn biết. Rồi các bạn nếu có những bạn nào thích đi thì đến những cái bãi biển đẹp như thế này để mà mình có thể cho các con, các cháu, các bé nhỏ tắm biển chơi rất là thú vị các bạn. Mà ở đây sạch sẽ nữa.